bông nó màu tím. Rồi cây này là mã A1. Mấy cây này mình đem về mình đừng có thay chậu liền ha. Rồi thử quanh đi. Mã A1 hoành ở dưới củ là 18, hoành ở trên đây là 13, chiều cao nó là 56, rồi cái tàn của nó là 57. Rồi mã số A1 em giao lưu với mọi người 500.000, em bao ship. Rồi tiếp theo là mã số A2. A2 nha mọi người, cái cây này nó ưa nước ha. Cây này mà vận chuyển đi xa nè, có thể nó bị vàng lá nhẹ gì nè, mọi người thông cảm giùm em, để trong mát tưới nước nào nó đâm chồi lại mình hãy đem ra nắng nha mọi người. Rồi mã số A2 hoành đó là 8, chiều cao là 31, cái tàn nó là 60. Rồi cái A2 em giao lưu với mọi người 350.000, em bao ship. Rồi vô tiếp em trai. Vô đúng lúc ghê nha. Ê bên kia kìa. Mã số A3. Đầu đầu đây nè, đầu này đầu này. Cứ dài vô. A3 hoành nó 11, chiều cao nó là 23, rồi cái tàn của nó là 47. A3 giao lưu với mọi người 250.000, em bao ship. A4 đây. Này lá nó vàng thì nó rụng nữa, nó đâm chồi lá mới nha mọi người. Hoành nó 12, chiều cao là 24, tàn của nó là 67. A4 em giao lưu với mọi người 300.000, em bao ship. Tiếp theo là A5. Cái này là nó đã đâm chồi lá mới chưa nè mọi người, đem về đừng thấy chậu liền ha. Hoành của nó là 10, chiều cao nó là 26, tàn là 50. A5 em giao lưu với mọi người là 350.000, em bao ship. Tiếp theo là mã số A6. A6 đây nè, em đo túi ở dưới luôn nha mọi người. Hoành nó chín nha, em đo tuốt chứ cái cũ á. Chiều cao nó là 21, tàn của nó là 60. Rồi mã số A6 em giao lưu cho mọi người 300.000. Rồi. Tiếp theo là A7. Ồ, cây này nó tàn nó cao ha. Này mấy cái đầu này thì nó có bị trúng nó tép cái cành nha. Ừ, một cây này nè, với mẹ một cây thôi, đừng có nào cho hai cây khác thôi. Hoành nó là 13, chiều cao nó là 32, tàn của nó là 59. A7 em giao lưu với mọi người 350.000, em bao ship. A8 nè, bông của nó nha mọi người, bông của nó là gì nè ha, màu tím nha. Hoành nó 13, chiều cao là 30, tàn của nó là 58. Nè, mấy nhánh này nó bị vàng lá nó rụng rồi, giờ nó đâm chồi nó nhỏ nó non lại này ha. Hoành cái mã này là A8, em giao lưu với mọi người 350.000, em bao ship. Tiếp theo là A9. Ồ, cây này là có một cái cành nè. Hoành nó 10, chiều cao là 32, tàn
là 55. Rồi mã số A9 em giao lưu với mọi người 350.000. Tiếp theo là A10. Hoành nó là 11. Chiều cao là 26. Tàn là 60. A10 em giao lưu với mọi người 350.000 bao ship. A11. Này là vận chuyển xa nó có bị vàng lá nhẹ thì mọi người thông cảm giùm em ha. Hoành của nó là 10,5. Chiều cao là 27. Tàn của nó là 52. Rồi A11 em giao lưu với mọi người 350.000. Mã số A13. Gì? A11 phải là A12. A12 nha mọi người. Hoành nó 11. Chiều cao là 30. Tàn là 57. Mã này là A12, em giao lưu với mọi người 350.000. Tiếp theo là A13. Đây đây, đưa đây. A13. Hoành nó là 10. Chiều cao là 30. Tàn này nó nhỏ rồi. Tàn này là 42. Rồi mã số A13 em giao lưu với mọi người 300.000. A13. Rồi tiếp theo là A14. Mã này A14 nha mọi người. Rồi, tàn của nó vậy nha. A14. Hoành nó là 10. Chiều cao nó là 23. Tàn nó là 55. A14 em giao lưu với mọi người 350.000. Tiếp theo là A15. A15. Hoành nó 12. Chiều cao là 28. Tàn của nó 70. Cái này tàn nó rộng ha. Rồi A15 em giao lưu với mọi người 350.000. A16. Hoành nó là 12. Chiều cao của nó tới 47. Tàn của nó là 65. Nè, có bị vàng lá nhẹ thì nó rụng, thì nó rụng là nữa nó lên lá mới nha mọi người. Mình để trong mát ha. A16 em giao lưu với mọi người 350.000 em bao ship. Tiếp theo là A17. Hoành nó là 10. 10 lại đó đây á. Chiều cao là 34. Tàn là 44. Rồi mã số này là A17, em giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. Tiếp theo là mã A18. A18. Hoành là 9. Cao là 29. Tàn là 50. Rồi A18 em giao lưu với mọi người 350.000 em bao ship. A19. Cái này A19 nè. Hoành đây là 11. Chiều cao là 34. Tàn của nó là 47. A19 em giao lưu với mọi người 350.000. A20. Hoành nó 11. Chiều cao 32. Tàn là 51. A20 em giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. A21. Càng cây đẹp lắm anh em ơi. Đâu với cũ luôn ha. Cũ của nó là 15. Ở trên thân của nó là 11. Chiều cao là 38. Cái tàn của nó là 65.
xanh đậm. Hoành của nó là 12. Lá rất là đẹp luôn. Chiều cao nó là 27. Rồi tàn của nó là 66. A22 em giao cho mọi người 350.000 em bao ship. Rồi cái A22 cũng là mã số cuối cùng của clip. Em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0785.